Rồi, xin kính chào quý vị khán giả. Chào mừng quý vị khán giả đã quay trở lại với Gian Bếp Gia Vị Yêu Thương do Nhãn Hàng Vi Phong tài trợ. Và xin cảm ơn quý vị rất là nhiều vì đã đồng hành cùng Ryan cũng giống như là ekip chương trình và chương trình Gia Vị Yêu Thương trong một thời gian khá dài. Ryan cũng đã đồng hành với lại rất là nhiều các anh chị em nghệ sĩ. Và đặc biệt trong hôm nay, Ryan xin được giới thiệu một nghệ sĩ cũng rất là quen thuộc với lại anh chị em chúng ta. Và đây cũng là một thần tượng của Ryan ngay từ lúc còn bé. Bây giờ Ryan sẽ mời anh nghệ sĩ đó vào nha. Em xin mời anh. Xin chào anh. Bạch Lâm xin chào toàn thể quý vị khán giả. Xin chào Sơn. Dạ, xin chào anh Lâm. Hôm nay gặp Ryan thì mình nói này nha. Dạ. Cái chương trình này là Bạch Lâm rất là thần tượng Ryan. Nói trời ơi. Đẹp trai quá, không tưởng tượng sao đẹp như vậy. Dạ, như những tập trước em cũng đã chia sẻ với lại quý vị khán giả và một số anh chị em khác, đó là cái khẩu phần của ăn của em á. Khi mà em ăn những bữa ăn hàng ngày thì em xen kẽ với lại các loại hạt, hạt hạnh nhân nè, hạt mắc ca nè, hạt ốc chó, hạt điều, hạt dẻ, hạt bí, bổ sung thêm những loại hạt đó, nó sẽ giúp cho cơ thể của mình nó cân bằng. Nhưng mà em lại có một câu hỏi em muốn hỏi anh. Sao? Đó là anh có cái bí quyết gì á mà đến thời điểm này em vẫn nhìn thấy anh giống như từ lúc em còn nhỏ, em nhìn thấy anh trên các tuồng, các vở kịch. Anh thì chưa được cái bí quyết của anh mà nói nãy là ăn những cái hạt. Nhưng mà anh chỉ có bí quyết là vui vẻ, lạc quan, hồn nhiên, vui tươi, nhí nhảnh như con cá cảnh là anh trẻ. Dạ. Hôm nay thì gia đình định cho Long thưởng thức món gì nè? Em đã chuẩn bị sẵn một số nguyên liệu trước khi anh Long tới rồi. À. Và không biết anh có thể đoán được món gì không? Thàn 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 thàn, mắt nhìn xem tỏ rõ, thành thàn tung tung chân ở trên bàn, cục dĩa hai con à cua, thàn 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 thàn. Như vậy chắc chắn là lại anh đãi cho Bạch Long ăn cái món cua rồi à. Mà cua này có lẽ nghĩa là cua rang me có phải à, đúng không? Dạ, sorry anh, không có me. Vậy thì em hát lại đi, em hát em tặng anh đi. Em hát em tặng anh cái cua gì, em nói cho anh nghe coi. Em có thể em hát tặng anh. Nhưng mà em hát hay nhất là em dùng món ăn em hát để em tặng anh. Ồ, vậy còn, hả? Còn em không có hát ra lời được, em hát bằng động tác. Vậy là... À, có nghĩa là Ryan sẽ tặng cho Bạch Long một cái món. Dạ. Một cái món hôm nay vì Bạch Long muốn nè. Ryan có thể nói cái tên cái món này được không? Đây là cái món lẩu cua biển chanh dây. Cái món này là Bạch Long mới nghe nha. Tại vì nào giờ có đi ăn ở ngoài mấy cái nhà hàng thì có cua, ví dụ như cua răng me, rồi lẩu cua đồng, ví dụ. Mà bây giờ mới nghe cái món là lẩu cua biển chanh dây. Dạ. Chắc ngon lắm đây. Dạ. Thôi giờ về là anh tặng cho Bạch Long món quà là cua chanh dây. Dạ. Giờ Bạch Long sẵn đây tặng cho anh một câu giọng cổ. Dạ. Mà cái câu giọng cổ này nó dính liền tới đồ ăn luôn nha. Ok anh. Rồi anh ơi, anh yêu em như cá hấp, yêu mắm nêm với bánh xèo, yêu rau sống một món thấy không? Nhớ hủ tiếu Nam Giang, yêu cơm tấm cơm sườn. Tăng 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 tăng. Như xoài tượng chua, nước mắm chanh đường. Tình ta đậm đà như gà xối mỡ, như vịt ta hấp hành như cá chẽm chân tương. Như lương chim giòn như heo mỗi lúc xương, như bò nấu đậu hay cá kèo nấu lẩu. Như cua đang me như le le nương tỏi, như gỏi cốc xoài trộn chung ba khía. Trời ơi. Wow. Tặng ra anh á. Cảm ơn anh rất là nhiều. Đúng là tài năng của anh thì không có giới hạn. Ok, bây giờ anh em mình sẽ cùng chế biến món này. Đúng rồi. Em sẽ làm món này một cách nhanh nhất và ngon nhất để gửi tặng đến anh Bạch Long cũng giống như là quý vị khán giả. Dạ. Ở đây em sẽ xào cái phần
hương liệu, đó là chúng ta có hành tím, tỏi đập dập nè, rồi lớp sừng. Mình xào cho thơm trước anh. Dạ. Em cho hành tây luôn. Dạ. Ở đây cà chua em sẽ cho vào xào chung luôn. À. Mình xào cho nó lên màu trước. Cái món này mình làm nó mất bao nhiêu phút nữa ra? Dạ, món này mình cần khoảng 15 cho tới 18 phút là được anh. À. Dạ. Em sẽ xào cho cái phần cà chua của mình nó ra cái màu. À. Dạ. Sau đó em sẽ cho phần hạt bằm nè. À. Cho vào mình xào chung luôn. Bây giờ em sẽ cho cái phần gạch cua vào. Yeah. Em đã tách ra sẵn. Ừ. Cho vào mình xào chung luôn. Yeah. À, thôi. Bây giờ em sẽ cho cái phần nước vào. Yeah. Thì mình cho vào đây khoảng 2 lít đến 2 lít rưỡi nước. Dạ. Bây giờ em sẽ cạo cái phần ruột nó ra. Đúng rồi. Và em rây qua em lấy cái phần nước cốt. Chanh dây này mình có thể làm sinh tố nè, mình nấu ăn rồi mình làm kem. Đúng rồi. Làm bánh. Dạ. Đó, mình lọc nó lại. Bây giờ em sẽ cho cái phần nước cốt chanh dây này vào. À, đó, đậy vô mới ngon nè. Dạ. Chua chua và ngọt. Dạ. Ở đây, món này em sẽ dùng sa tế tôm và sa tế ớt cay. À, cái này sa tế hả? Dạ. Nãy giờ anh cứ thắc mắc đó, cái dĩa này là cái gì? Em sẽ cho vào đây một nửa trước, khoảng một muỗng cà phê. Ở đây em sẽ dùng gia vị bột canh, em sẽ dùng 3 muỗng bột canh. Dạ. Đa phần những món ăn mà em giới thiệu đến các anh chị em nghệ sĩ á là những món ăn rất là nhanh và đơn giản. Cho vào đây khoảng 2 muỗng canh. Nhanh, đơn giản mà có chất lượng, đúng không? Dạ. Bởi vì hầu hết các anh chị em nghệ sĩ ai cũng bận rộn với công việc á anh. Đúng rồi. Cho nên dùng cái thời gian để mà nấu ăn nhiều quá thì mọi người ngại. Dạ. Em dạo quá, nghe mùi nãy giờ đói bụng rồi đó. Rồi, sau khi nêm lẩu xong, em sẽ cho cái phần thịt cua vào. Bây giờ mình đun sôi lên khoảng 5 đến 10 phút. Dạ, và bây giờ cái nồi lẩu của mình đã xong rồi. Bây giờ em sẽ ra phần cho anh Long để thưởng thức ha. Dạ, nãy giờ anh đói lắm rồi đó. Và món ăn của chúng ta đã xong. Dạ. Bây giờ em sẽ nhờ anh làm giúp em một việc rất là khó khăn. Là khai đao phải không? Dạ, đó là thử cái món ăn này xem nó có đúng với lại khẩu vị của anh đang mong chờ không. Chan than chan than chan bông đông tung đung 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 khai đao. Quý vị biết không, anh Bạch Long vẫn giữ một phong cách mà Ryan đã gặp từ rất là nhỏ, và đến bây giờ Ryan gặp lại thần tượng của mình thì Ryan vẫn thấy được rằng phong cách đó vẫn như một. Trời ơi, ngon qua quá. Mấy chục năm vẫn như vậy các bạn. Cái gì vậy? Bà Lâm nói thiệt, bà Lâm không có xạo đâu. Nước lèo cực kỳ ngon. Làm cái này mà ăn với mì gói tuyệt vời. Dạ, em cảm ơn anh. Ngon quá. Vậy là em rất mừng vì đã gửi tặng anh đúng món quà mà anh thích. Dạ. Em cảm ơn rất là nhiều vì anh Long đã đến tham gia cùng chương trình Gia vị yêu thương do Today TV kết hợp với lại Vi Phong. Bên nhãn hàng Vi Phong có một phần quà nhỏ xinh xinh gửi đến tặng anh. Dạ, anh Long cũng xin chân thành cảm ơn công ty Vi Phong. Chúc cho công ty là bước sang năm mới này là phải làm ăn phát đạt, vạn sự như ý. Dạ, em xin cảm ơn anh. Dạ. Và bây giờ Ryan và anh Bạch Long xin kính chào quý vị khán giả. Đồng thời xin gửi lời cảm ơn đến nhãn hàng Vi Phong đã tài trợ cho chương trình Gia vị yêu thương. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.